MC Quang Huy đã có hành trình khám phá Củ Chi cùng Việt Nam mến yêu và sẽ giới thiệu đến quý khán giả một món ăn đã làm lưu luyến không ít người, đó chính là bánh ít khoai mì. Cách chế biến món ăn này như thế nào và vì sao nó lại trở thành đặc sản của đất Củ Chi? Mời quý vị và các bạn đón xem Việt Nam mến yêu vào lúc 19:50 thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2022 nhé!